Bản tin hôm nay có những nội dung chính sau đây. Trung tâm Kinh doanh Sài Gòn 11 phối hợp chính quyền địa phương trao quà cho người dân trong khu phong tỏa. Ép theo cả nước hướng về tuyến đầu chống dịch. Ép theo Hải Phòng tổ chức cuộc thi online Ép theo Hải Phòng trong tôi. Chào mừng bạn quay trở lại bản tin truyền hình dã chiến 90 giây, cập nhật nóng hổi tinh thần vượt dịch của người Ép theo. Ngoài việc đến từng nhà trao quà, để những túi rau củ có thể đến được tận tay người dân ở những khu vực phong tỏa, Trung tâm Kinh doanh Sài Gòn 11 đã phối hợp cùng chương trình Chuyến xe yêu thương của quận đoàn và các chương trình khác của Ủy ban Nhân dân phường để chính quyền địa phương có thể chuyển rau vào một cách an toàn và đảm bảo chất lượng. Anh Lê Văn Linh, Phó Giám đốc Trung tâm Kinh doanh Sài Gòn 11 chia sẻ, ở khu vực Bình Tân, rất nhiều hộ gia đình là người ở trọ, phần lớn là công nhân nên thu nhập và cuộc sống gặp khó khăn trong mùa dịch này, nhất là thời điểm nhiều chất phong tỏa mọc lên trong địa bàn quận. Bằng cách này và nhiều cách khác nữa, chúng tôi luôn mong muốn những phần quà này sẽ đến được với mọi người một cách an toàn và ổn thỏa nhất, nhằm san sẻ bớt gánh nặng về lương thực, thực phẩm cho bà con. Những ngày qua, người Ép theo cả nước tiếp tục có những hành động hướng về tuyến đầu chống dịch. Ngày 31 tháng 7, chi nhánh Tây Ninh đã trao tặng các phần quà thiết yếu đến lực lượng tuyến đầu bám trụ phòng chống dịch tại các chốt phong tỏa của thị trấn Trà Là, Suối Đá, xã Phan, Bầu Năng thuộc huyện Dương Minh Châu. Sáng ngày 2 tháng 8, chi nhánh Bạc Liêu cũng đã tổ chức trao quà cho các chốt kiểm dịch tại địa phương. Đây được xem là những hành động thiết thực của người Ép theo, đồng hành cùng tuyến đầu cả nước. Trong chuỗi sự kiện hướng đến sinh nhật lần thứ 14, chi nhánh Hải Phòng tổ chức cuộc thi Ép theo Hải Phòng trong tôi, với mong muốn gắn kết và tạo sân chơi ý nghĩa cho anh em chi nhánh. Cuộc thi đang diễn ra từ ngày 21 tháng 7 đến hết ngày 7 tháng 8 và đã ghi nhận nhiều bài dự thi chất lượng. Sau đây là kết quả mini game kỳ trước, đáp án B, 241.850.030 đồng. Tổng số tiền nhận được của quỹ chung tay sau 3 ngày phát động là 241.850.030 đồng. Câu hỏi kỳ này như sau. Cuộc thi Ép theo Hải Phòng trong tôi được tổ chức để kỷ niệm sinh nhật lần thứ mấy của chi nhánh Hải Phòng? A. 11 B. 12 C. 13 D. 14. Hãy tham gia và để lại bình luận ngay dưới bản tin tại fanpage Feel Fun E-Line để có cơ hội nhận được giải thưởng là thẻ cao trị giá 200.000 đồng ở mỗi số phát sóng của bản tin dã chiến 90 giây.